là bên Zone 1 ha, vẫn giữ luôn, Tivo này vẫn giữ luôn, đi vào 3, 1, 2, 3, nhấn lên, Config nè, nhập code vô 4, rồi đợi nó vô, vô nhấn đây, Input nè, MU, rồi C, Output 1 ha. Output 2 không sử dụng. Output 3 AA ha, không sử dụng luôn. LA là B, không sử dụng. Để in là 1 nữa. Hết B hay sẽ coi. Control nữa, đi đi, hot, hot, 15250, hot, làm không rồi. Mình nhấn ra ngoài nhấn giữ luôn. Nhấn lên đi vào 1 nó ra lại.